Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội ngày càng xứng đáng là ngôi nhà chung của thanh niên thủ đô, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đặc biệt là nỗ lực trên mọi mặt trận chống dịch COVID-19. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tuyên dương 30 gương mặt thanh niên sống đẹp, lan tỏa điều tích cực cho xã hội, 35 tập thể xuất sắc trong hoạt động và phong trào thanh niên. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu câu chuyện tình nguyện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu phía Nam. Với hành trình tình nguyện nhiều cảm xúc của thanh niên thủ đô, chắp cánh tinh thần tuổi trẻ xung kích, đóng góp vì cộng đồng.